Phát minh cách gọi kiểm tra bài cũ theo kiểu 5.0, nhà trường khiến học sinh nhân đôi độ đầu tiên. Đã có rất nhiều cách gọi học sinh lên kiểm tra bài cũ được giáo viên áp dụng một cách rất sáng tạo. Nào là gọi tên theo ngày tháng, theo một sự kiện đặc biệt hay thậm chí là đưa ra các trò chơi để tăng thêm độ kịch tính. Thế nhưng tất cả chừng đó vẫn chưa là gì khi mà mới đây, một ngôi trường ở nước ngoài đã phát minh ra cách gọi kiểm tra bài cũ đúng chuẩn thời đại 5.0, làm dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Theo đó, trên bục giảng là một màn hình cảm ứng cỡ lớn được lắp chiếc camera quay về phía dưới lớp. Để tìm ra người phải lên trả bài, lớp trưởng sẽ vào phần mềm và chỉ cần một nút bấm, camera sẽ quét nhận diện khuôn mặt tất cả các bạn ở bên dưới. Ngay lập tức, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên một bạn trong số đó và hiện lên trên màn hình cỡ lớn, trông hết sức ngầu lòi. Kết quả hiện lên khiến cả lớp phải trầm trồ, chỉ có duy nhất bạn được chọn là mặt buồn đi trông thấy vì chưa kịp học bài thì bị gọi lên kiểm tra bài cũ. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cộng đồng mạng Việt Nam không khỏi nể phục vì công nghệ kiểm tra bài cũ nước bạn đỉnh cao quá. Bên dưới là một số bình luận đáng chú ý. Đến kiểm tra bài cũ cũng phải tùy thuộc vào nhân phẩm nữa nha. Ai ăn ở không tốt thì tới công chuyện với cái máy này. Tôi thấy có đứa cố tình che mặt để máy không quét ra kìa. Chơi ăn gian nhà anh dai. Gọi tên theo cách truyền thống chưa đủ đau tim hay sao mà còn phát minh ra cái này nữa. Hận ông nào làm cái này ghê. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.